Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu C4, trang 97, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung câu C4 như sau. Đặt một nam châm điện A có dòng điện xoay chiều chạy qua trước một cuộn dây dẫn kín B như hình 35.6. Sau khi công tắc K đóng, thì trong cuộn dây dẫn B có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Tại sao? Ta quan sát hình 35.6. Sau khi công tắc K đóng, trong cuộn dây dẫn A xuất hiện dòng điện xoay chiều chạy qua và tạo ra từ trường biến đổi. Lúc này, các đường sức từ của từ trường này xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn B cũng biến đổi, nên trong cuộn dây dẫn B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Ta trình bày câu C4 như sau. Sau khi công tắc K đóng, thì trong cuộn dây dẫn B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Bởi vì sau khi công tắc K đóng, thì có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây dẫn A. Và tạo ra từ trường biến đổi. Các đường sức từ của từ trường này xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn B cũng biến đổi. Nên trong cuộn dây dẫn B có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Đến đây, ta đã trả lời xong câu C4.